Tỷ nữ Triều Thanh. Phật gia có giảng về luân hồi, con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ căn cứ theo nghiệp lực mà chuyển sinh trong 6 nẻo luân hồi. Có nhiều trường hợp sau khi được chuyển sinh, lại có thể nhớ tưởng tận ký ức trong tiền kiếp. Ngày 16 tháng 8 năm 1958, Madonna Sikh được sinh ra đời trong một gia đình Thiên Chúa giáo tại Selfridge, thành phố bay gần Detroit, Michigan, nước Mỹ. Cha bà là một kỹ sư, mẹ ở nhà lo nội trợ. Madonna là chị cả trong gia đình 8 chị em, khi bà 6 tuổi mẹ bà đã bị ung thư vú và qua đời. Tuổi thơ đã mất mẹ, Madonna khao khát trở thành một vũ công. Mặc dù cha kịch liệt phản đối, bà vẫn học 2 năm đại học, sau đó tới New York theo đuổi giấc mơ vũ đạo của mình. Cuối cùng bà đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Những buổi biểu diễn của bà nhanh chóng thịnh hành khắp thế giới. Bà cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn. Và có một điều kỳ lạ là, người nghệ sĩ nổi tiếng này luôn cảm thấy bản thân mình có một mối liên quan đặc biệt nào đó với triều đại nhà Thanh, Trung Quốc. Có lẽ, sẽ có không ít người tò mò thốt lên rằng, một ngôi sao nổi tiếng, sinh ra ở phương Tây thì có mối quan hệ gì tới thời đại Mãn Thanh. Sau khi nổi tiếng, Madonna đã tiếp nhận các cuộc phỏng vấn của phóng viên trên khắp mọi miền thế giới. Bà cũng đã từng đến Trung Quốc. Theo báo Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh số ra tháng 11 năm 2005, Madonna, một ca sĩ nổi tiếng của Mỹ khi nói chuyện với phóng viên, đã nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên bà tham quan cố cung tại Bắc Kinh. Bà nói rằng, lúc đó, bà cảm thấy từng ngõ hẻm xa xôi trong cố cung đều rất quen thuộc. Và bà quả quyết rằng, đời trước bà từng là một tỷ nữ của hoàng đế cuối cùng Triều Thanh. Madonna không phải người nổi tiếng duy nhất nhớ lại tiền kiếp. Những người nổi tiếng trên thế giới nhớ lại kiếp trước của mình không phải hiếm. Các Gustav Jung, nhà tâm thần học, tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ. Jack London, nhà văn nổi tiếng người Mỹ, tác giả Tiếng gọi nơi hoang dã, The Call of the Wild và Conan Doyle. Nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes cũng từng miêu tả những tình tiết trong kiếp trước của họ. Tina Turner, nữ ca sĩ người Mỹ cũng cảm giác kỳ lạ như đã nhìn thấy những cảnh vật lạ lẫm. Lần đầu tiên tới Ai Cập, đột nhiên cô có cảm giác cảnh vật nơi này rất quen thuộc. Cô nhớ như in rằng mình đã từng là bạn gái của Hoàng hậu Hatshepsut, chỉ vì Ai Cập trong khoảng 1479-1458 TCN. Hatshepsut được đánh giá là một trong những nữ vương quyền lực nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. Cô thậm chí còn nhận mình chính là hoàng hậu vào thời kỳ Pharaon. Từ thế kỷ 19, nhà văn Tolstoy trong một bức thư viết cho bạn của mình cũng đã miêu tả về một trải nghiệm của bản thân. Ông viết trong thư rằng, một lần nọ ông đi săn, khi đang đuổi theo một con thỏ, không ngờ rằng con ngựa bị sụt xuống một cái hố. Ông ngã xuống từ trên lưng ngựa. Lúc này ông đột nhiên nhớ rất rõ rằng, hơn 200 năm trước khi là một người khác, ông cũng đã từng ngã xuống đất từ trên yên ngựa. Kỳ thực, có rất nhiều những danh nhân trên thế giới đều tin vào thuyết luân hồi chuyển kiếp. Họ có những trải nghiệm khác nhau, cảm nhận khác nhau, trong số đó còn có một số nhà khoa học và triết học. Ví như Pythagoras, triết gia vĩ đại người Hy Lạp cho rằng đời trước ông là quan địa phương quản lý dân sự. Sylvester Stallone, diễn viên nổi tiếng người Mỹ nhận định rằng đời trước của mình là người giám sát của một bộ lạc du mục. Không muốn tiếp tục hạ phàm nên cứ khóc mãi. Tiến sĩ Lý Sương Ngọc, Ly Chẳng Y Ú, chuyên gia giám định hình sự nổi tiếng thế giới đã kể lại một câu chuyện thần kỳ về bản thân như sau. Cả đời mẹ tôi đều tin theo Phật. Bí danh của tôi là Giải Trần. Mẹ tôi nói cái tên này là có nguồn gốc của nó. Những người đàn ông trong họ nhà tôi đều dùng chữ Bảo làm tên, ví như Hương Bảo, Ngọc Bảo, con gái thì lại lấy chữ Châu, như Long Châu, Phượng Châu, nhưng tôi lại nằm ngoài số ấy. Mẹ nói rằng khi vừa chào đời tôi đã vô duyên vô cớ khóc liên tục không dứt. Một hôm có một hòa thượng tới hóa duyên, người giúp việc cho ông gạo, dầu, tiền mà ông vẫn không chịu đi, ông muốn gặp chủ nhà. Đồng thời ông hỏi có phải trong nhà mới sinh một cậu con trai, khóc suốt ngày suốt đêm không? Cha mẹ tôi cảm thấy vị hòa thượng này ắt là có lai lịch, bèn mời ông vào. Hòa thượng nhìn thấy tôi bèn quỳ xuống gọi sư phụ và bảo với cha mẹ tôi rằng pháp danh trước kia của sư phụ là Giải Trần. Sư phụ không muốn lại hạ thế nên cứ khóc mãi, chỉ cần đổi tên tôi thành Giải Trần là được. Sau khi đổi tên xong, quả nhiên tôi đã ngừng khóc. Quả thực là, luân hồi chuyển sinh là câu chuyện dài kể mãi không có hồi kết. Dường như mỗi câu chuyện là một kiếp người. Phật gia cũng giảng lục đạo luân hồi, 6 nẻo luân hồi, giảng rằng sau khi chết đi linh hồn con người sẽ tiếp tục tiến nhập vào vòng quay vô cùng vô tận của sinh mệnh, đầu thai thành những kiếp sống khác ở đời sau. Người đời thường bảo đó là điều mơ hồ, huyền hoặc cho đến khi tận mắt thấy, tai nghe. Tin vào luân hồi chuyển thế,
Ta hiểu cần biết trân quý hơn từng giây phút của kiếp sống hiện tại này, gieo những mầm thiện, bởi quả hái được, không phải chỉ là trong kiếp này mà thôi. Nguồn tổng hợp. Oh,